25, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông này vốn có tên là Chí Vũ. Lễ Phật Bồ Tát trong tâm thẩm niệm hoặc xuất niệm ra tiếng đều được. Niệm tâm kinh trước hay sau kinh Di Đà cũng đều được. Vì mở đầu kinh bèn niệm liên trì hải hội Phật Bồ Tát ba lượt, cho nên niệm kinh Di Đà chú vãng sanh xong, rồi mới niệm tâm kinh, chữ đoà, đọc giống chữ đoá hoặc là được. Vô sanh nhẫn là đối với hết thảy cảnh giới hy thiện ác phàm thánh, chọn không có một niệm sanh tâm động niệm có tướng để đạt được. Kinh Kim Cang dạy: tam tâm liễu bất khả đắc, tức thị vô sanh nhẫn. Ba tâm chọn chẳng thể được chính là vô sanh nhẫn, chính là phần cước chú cho vô sanh nhẫn. Cũng được nói đối với hết thảy cảnh giới, chọn chẳng có một niệm sanh tâm động niệm sẽ thành cây khô trò lạnh. Đối với hết thảy cảnh giới, chọn chẳng có một niệm sanh tâm động niệm, hàm ý vắng lặng bất động, giống như gương sáng trống không chẳng có vật gì. Nhưng hễ cảm bèn thông, giống như gương sáng hễ có hình bèn hiện bóng, ngay trong lúc có hình bèn hiện bóng ấy, vẫn rỗng rang không có vật gì. Chỉ vì rỗng rang không có vật gì, nên hễ có hình liền hiện bóng. Vô sanh nhẫn hơi giống như vậy, mong ông hãy khéo hiểu. Chứng được điều này sẽ dự vào địa vị Đại Bồ Tát, đây chẳng phải là điều ông và tôi có khả năng đạt được. Nhữ Phật nên giống như mặt trời mặt trăng, từ phương Đông sang Nam qua Tây lên Bắc, đừng từ Đông lên Bắc qua Tây xuống Nam, vì thuận nhiễu, nhiễu theo đúng chiều có công đức, nghịch nhiễu mắc tội lỗi. Tây vực coi trọng nhất cách vì nhiễu, đi nhiễu quanh, họ coi vì nhiễu tương đương với lễ bái, mang ý nghĩa tùy thuận Đức Phật. Lúc niệm Phật, bèn niệm Quán Âm luôn, không cần phải bắt đầu niệm bài Quán Âm tán riêng. Niệm Phật hiệu xong, liền niệm tiếp Quán Âm là được rồi. Đại sĩ chính là biệt hiệu của Bồ Tát. Hết thảy Bồ Tát đều có thể gọi là đại sĩ, chứ không riêng gì Đức Quán Âm. Thường dạy bảo chọn chẳng có ích gì, thường có thể suy xét thấu hiểu, thì một câu cũng lợi ích có thừa, không thể suy xét thấu hiểu, thì đem kinh giáo trong Đại Tạng viết hết cả ra cũng vô ích. Tình thế bây giờ chẳng phải là tình thế như trước tháng 6 năm nay, Giang Nam Giang Bắc đều bị ngập lụt, nghe đau đớn cõi lòng, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, hãy thường dạy người nhà cùng niệm Quán Âm để dự phòng vậy. 26. Thư trả lời các cư sĩ Lưu Hán Vân và Dương Huệ Sương. Năm Dân Quốc 20, 1931, gặp phải lúc tai nạn lớn lao xảy ra này, nên tùy theo sức mình làm cách cứu tế, hòng chọn hết thiên chức của chính mình thì lợi ích lớn lắm. Quang một mực chẳng làm gì, phàm tất cả những tiền của được người khác bố thí để đem in sách hoặc dùng để cứu trợ tai ương. Tháng 6 năm nay, Hán Khẩu xảy ra thủy tai trước tiên, thầy Minh Đạo lên Thượng Hải thay mặt quyên tặng 100 đồng. Về sau, nước càng dâng cao, lại quyên tặng 100 đồng nữa. Một đệ tử do vùng Phu Hồ bị thủy tai, gửi thư xin Quang đứng ra tổ chức lạc quyên cứu trợ. Quang trả lời ông ta, Quang một mực không quyền mộ, vốn gì, đang lúc bế quan, ông đã nguyện mỗi năm cho tôi 200 đồng để làm tiền chi dụ. Xin hãy đem món tiền ấy cứu trợ, sau này vĩnh viễn, không cần phải cho tiền tôi nữa. Tùy ông quyên tặng 200 cũng được, mà 400, 600, 800 hay 1.000 cũng được hết. Sau đấy, một đệ tử là ông Tào Tung Kiều lên Giang Bắc, cứu trợ tai ương, đánh điện, khuyên Quang đóng góp. Quang gửi 1.000 tiền in sách để cứu trợ. Ông Cao Hạc Niên gửi thơ, xin cứu trợ tai nạn, Quang sai người giao cho ông ta 230 đồng. Năm này đã đóng góp cứu trợ tai ương như thế. Quang nói lời này không phải là tự khoe công, mà là muốn cho các vị đều cùng phát tâm, tùy phận tùy sức cứu tế. Có sức ra sức, không có sức, thì dùng lời nói khuyên người có sức, đấy cũng là chuyện tốt lành. Lại nữa, nữ nhân hiện thời, đồ trang sức trên đầu, xuyến đeo tay, hoa tài nhẫn đều chớ nên đeo, hễ đeo sẽ chuốc họa, nếu để lại cho con cái sẽ gieo họa cho con cái, nếu chết đi chôn theo ắt sẽ gặp nông nỗi đào mộ lộ thây, nhục lắm. Nếu chỉ đem những món trang sức ấy cứu trợ tai nạn thì chính là đưa họa đi đón phước tới vậy. Xin hãy bày tỏ ý nghĩa này với hết thảy mọi người. Nếu hàng phụ nữ chịu bố thí như vậy thì khoản tiền ấy lớn lắm, đừng cho lời tôi là viển vông, mà đây là lời chí lý chí tình. Những người giàu có ở cao biểu thiệu bá trước kia có lúc nào chẳng nghĩ đến con cháu, chẳng chịu bố thí cứu tế chút nào. Nước lũ dâng lên, nhà cửa đồ đạc người nhà đều tan đàn xẻ nghé, mười phần chẳng còn được một,
Mỗi thôn mấy trộm nhà tìm một cái nồi một cái lò cũng không ra. Ông Tào Tung Kiều ở Dương Châu mua nồi bếp gạo củi, cứ mấy chục nhà biếu một cái nồi, dùng thuyền to chở đến, trong mỗi thôn dùng thuyền nhỏ để đưa tới. Nói đến chuyện này khiến người ta rơi nước mắt. Có nhà chưa sập thì rắn lẫn rết đều cuộn đầy bên trên, người ta có muốn vào nhà cũng chẳng dám vào. Trên cây cũng vậy, đáng thương vô cùng. Nếu những phụ nữ vẫn muốn giữ những vật chuốc họa, chẳng chịu dùng để cứu tế, e rằng đời sau họ cũng gặp phải tai họa này, không có ai chịu cứu vớt. 27. Thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ, năm Dân Quốc 20, 1931. Lệnh chánh đã biết cầu tăng niệm Phật, hầu tăng tuổi thọ. Hãy nên tự mình thường niệm Phật để cầu vãng sanh. Nếu chỉ dựa vào người khác để cầu sống lâu, chẳng biết cầu A-di-đà Phật để khi tuổi thọ của chính mình chấm dứt, được tiếp dẫn vãng sanh, thì chính là thấy điều nhỏ đánh mất chuyện lớn. Nếu chịu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì lúc còn sống và mất đi đều có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hôm qua một nữ đệ tử đến đây đem dùm những thứ thức ăn của một nữ đệ tử họ Uông gửi biếu cho Quang kể. Họ Uông 2 tháng trước đây, một hôm mới vừa sẩm tối, đột nhiên hơn 20 tên cường đạo đều cầm súng đến cướp. Trong căn nhà lầu ấy, tầng trên tầng dưới có tổng cộng 7 gia đình cư ngụ. Họ Uông ở trên lầu, do vậy bèn tắt đèn điện đi. Vợ chồng họ quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng đèn thắp trước bàn Phật dường như có ai thổi tắt đi. Bọn cường đạo đập cửa không mở được, bèn không đập nữa. 6 nhà kia đều bị cướp, chỉ mình họ chẳng mất vật gì. Đủ biết, người niệm Phật lúc bình thường còn có thể gặp dữ hóa lành, huống gì lúc lâm chung. Lợi ích vãng sanh Tây Phương so với chuyện này còn lớn lao gấp bội lần, chẳng thể nói chọn hình tướng được, nên khuyên bà ta thường niệm thì may mắn lắm thay. 28. Thư trả lời một cư sĩ ở Diêu Duy, năm Dân Quốc 20, 1931. Mỗi người nhập đạo đều có nhân duyên, nếu duyên đã đến sẽ có sự cơ cảm mầu nhiệm không thể diễn tả được. Quang là một ông tăng vụng vẻ yên phận, chỉ biết cơm cháo, xuất gia từ năm Quang Tự thứ 7, 1881 đến nay, chỉ muốn tự giải thoát mà thôi, chọn chẳng có một niệm dám có lòng tạo điều lợi cho người. Từ năm Quang Tự thứ 19, 1893, đến Phổ Đà chẳng làm chuyện gì, chỉ là một ông tăng ăn cơm chùa Pháp Vũ. Nếu ngẫu nhiên được sai khiến làm chuyện gì dính đến bút mực, chọn chẳng dùng hai chữ ấn quang, ngay cả chuyện do chính mình tự làm cũng dùng tên khác. Vì thế, hơn 20 năm khá được yên vui, suốt năm không một ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Đến năm đầu Dân Quốc 1911, ông Cao Hạc Niên đem mấy bản thảo đăng trên Phật Học Tổng Báo, nhưng không dùng tên thật nên cũng không ai biết. Trong khoảng thời gian ấy, có một hai kẻ đa sự nghe ngóng. Đến năm Dân Quốc thứ 5 1916, ông Tử Úy Như đã biết tới, muốn gửi thư, cậy người bạn dò ý, Quang chẳng bằng lòng. Đến năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ông Tử đem 3 lá thư của Quang gửi cho bè bạn in ra mấy ngàn bản để biếu tặng. Năm sau lại sưu tập được 20-30 lá thư đem in ở Bắc Kinh, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Từ đấy, cái tên Ấn Quang thường trái tai gai mắt người ta, hạnh phúc tự tại trước kia hoàn toàn bị mất đi. Từ ấy, thử từ ngày một nhiều, thậm chí có tháng đến hơn 100 lá, nhưng qua một mực tròn muốn nhờ vào người khác cứ bóc ra, viết, bỏ vào phong bì dán lại, hoàn toàn tự làm. Huống chi, lại còn chuyện tình nghĩa qua lại, cảm thấy khá khổ sở. Vì thế năm trước đã chấp thuận lời thỉnh của mấy đệ tử ở Hương Cảng, quyết ý muốn đi qua đó, do ngôn ngữ chẳng thông, lánh mình nơi hải đảo, học được yên vui cho xong kiếp thừa. Do Phổ Đà Sơn Trí chưa được biên soạn hoàn thành, bạn bè cực được giữ lại, liền bế quan ở Tô Châu. Năm ngoái, lo in riêng lịch sử thống kỳ bản tăng tu, này đã in xong chắc là ông đã thỉnh được rồi. Phổ Đà Sơn Trí sắp được in, khoảng chừng tháng 10 sẽ in xong. Hiện thời có sách Chánh Tín Lục đã in xong, sách này đã phá tà kiến hẹp hòi câu nệ. Này lại còn in nguyên văn Tịnh Độ Thập Yếu, so với bản trích tuyển của Thành Thời Đại Sư nhiều hơn 2/5. Lại còn kèm thêm mấy bài văn quan trọng để bổ túc cho thập yếu rất nhiều. Ước chừng mùa xuân năm sau sẽ in xong. Quang bình sinh chất phác, giữ vận ngu, chọn chẳng dám ăn nói lớn lối phô trương rỗng tích để làm mình làm người. Những gì được nói trong văn sao đều là những điều ai cũng có thể làm được, lại còn được tự lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu ai chê Quang vô tri vô thức, chỉ đem chuyện ngu phù ngu phụ có thể làm được để dạy người
thì cũng chẳng tiếc. Nhưng có người cho là hợp với cơ nghi của chính mình, do đây dành lòng tin tu trì, những người như vậy cũng chẳng thiếu. Phải biết trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì lòng hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mộng chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật tử lực đới nghiệp vãng sanh. Thế được vãng sanh là đã liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này, tu những pháp môn khác, thì chắc chắn có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại được gặp pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Pháp môn tịnh độ chẳng trở ngại hết thảy sự vụ thế gian. Chỉ cần ai nấy tận hết bổn phận như cha tử con hiếu, anh nhược em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân tử tôi tớ trung thành là được rồi. Ông là kẻ tại gia, tu hành rất hợp, thường giữ tấm lòng trừ bạo an lương, trừ khử kẻ bạo tàn khiến cho người lương thiện được an vui, coi nhân dân như người nhà của chính mình, coi binh sĩ như anh em của chính mình, ắt sẽ mong mỏi anh em bảo vệ người nhà. Hễ đi đến đâu đều dằn nhắc binh sĩ, giữ tấm lòng trung hậu khoan thứ, chẳng được cướp bóc gian dâm chút nào. Dẫu còn người không biết, nhưng thiên địa quỷ thần kia chép công, ghi công chép tội. Hoặc trong đời này hoặc trong đời sau quyết định phải chịu quả báo thiện hay ác, quyết định chẳng thể có nhân không quả. Năm Dân Quốc thứ 8, thứ 9, 1919, 1920, một quân nhân họ Dương là người hết sức trung hậu, ưa điều thiện, làm sĩ quan trong quân đội trấn giữ Tung huyện của đất Thiểm Tây, ăn chay trường, tụng thuộc lòng kinh Kim Cang, mỗi ngày niệm mấy biến. Trong quân ngũ 10 năm giao tranh hơn 400 trận, khắp thân chưa hề mang một vết thương lớn hay nhỏ. Thoạt đầu ông ta muốn xin giải ngũ, do Lưu Trấn Hoa, Hám Ngọc Côn đều là đồng hương, chẳng cho ông ta giải ngũ. Một năm nọ, do kéo quân sang Hà Nam đánh nhau với Triệu Thích, ông ta bèn đào ngũ. Từ đó triều bái Ngũ Đài Nga Mi, Cửu Hoa Phổ Đà, đến Phổ Đà ở chùa Pháp Vũ, trò chuyện cùng quan về tâm hạnh của ông ta, tiếc là thiếu học vấn, chưa thể triển dương đại pháp, tùy cơ lợi người. Pháp niệm Phật trong văn sao đã có giảng cặn kẽ, ở đây không viết chi tiết nữa. Với quyến thuộc trong nhà đều nên dạy họ chí thành niệm Phật, lợi ích ấy lớn lắm. Đời có kẻ ngu chẳng biết vì sao Phật là Phật, thường chấp chết cứng lẽ cung kính, chẳng biết biến thông, chẳng hạn như ăn mặn thì chẳng dám niệm, lại như nữ nhân khi có kinh nguyệt hoặc sanh nở bèn chẳng dám niệm. Phải biết ăn chay là tốt nhất, nhưng ăn mặn cũng vẫn niệm được. Có kinh nguyệt thì thường rửa ráy sạch sẽ, đừng dùng tay bẩn chưa rửa chạm vào kinh tượng và tháp hương vân vân, hễ rửa ráy sạch sẽ thì chẳng ngại gì. Nữ nhân khi sanh nở phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ra tiếng, chắc chắn chẳng đến nỗi bị sanh khó. Dẫu bị sanh khó mà chịu trí thành niệm cũng chắc chắn sanh ngay. Điều này trước kia Quang không nói, sau này nghe rất nhiều người hoặc mấy ngày mới sanh được, hoặc phải mổ, hoặc do sanh nở mà chết, nên thường nói với hết thảy mọi người, nếu khi sanh nở mà niệm thì không ai bị khó sanh. Lúc bình thường ắt phải cung kính khiết tịnh, lúc ấy lõa lổ bất tịnh vốn là chuyện bất đắc dĩ, là chuyện có liên quan đến tánh mạng. Chỉ cần trong tâm trí thành, chẳng cần phải luận trên hình tướng bề ngoài. Nếu là lúc bình thường ắt cần phải mũ áo tề chỉnh, tay lẫn mặt đều sạch sẽ thì mới được niệm ra tiếng. Nếu không chỉ niệm thầm trong tâm thì công đức vẫn giống hệt như vậy. Vì thế lúc ngủ nghỉ tắm rửa tiêu tiểu hoặc đến chỗ không sạch sẽ đều niệm thầm trong tâm. Chỉ khi nữ nhân đang sành nở thì cần phải niệm ra tiếng, vì niệm trong tâm thì sức yếu, có thể cảm thông. Nếu lại gắng sức sợ bị thương tổn, vì thế nên niệm ra tiếng. Ông đã muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Tông Tử, Tông là chủ, lấy tâm từ bi làm chủ, để làm chuyện tự lợi lợi tha thì mới không uổng kiếp sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Gần đây người ta thường ưa hàm cao chuộng xa, hơi thông minh, bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử y như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp,
Dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kẻ chuyện ăn đếm của báu. Rốt cuộc có ích gì đâu, với mật tông, tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi hiện thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sai ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cuồng, 10 người hết 8 9 người bị như vậy. Do vậy hãy nên chuyên trí vào một môn niệm Phật là pháp tắc vô thượng bậc nhất, ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. 29. Thư trả lời cư sĩ Vương Hiểu Hy, năm Dân Quốc 20-1931. Thủy tai năm nay từ xưa đến nay chưa hề nghe thấy. Tiền đồ nguy hiểm vạn phần, nếu ông đắc thần thông của Đại Lạt Ma thì chẳng cần phải lo. Nếu không hãy nên trí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để làm kế dự phòng. Một pháp mật tông thật sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng tiểu trượng phu dùng đến chưa chắc được lợi ích mà sẽ bị tổn hại trước. Xin đừng với cao quá, mày già sẽ tự được lợi ích thật sự, nếu không hơi bị nguy hiểm đấy. Sư hiền ấm, được chân truyền của mật tông lại thông hiểu giáo nghĩa tông thiên thai, đã là bậc quán đảnh đại a xà đê hiền mật viên thông. Phàm ai được thọ quán đảnh từ nơi sư đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Nhưng hiền ấm khi mất rất hồ đồ, sư chết tại cư sĩ lâm, một đệ tử đích thân chứng kiến, chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng chẳng thể niệm, cho nên biết pháp ấy chẳng bằng pháp niệm Phật ổn thỏa thích đáng hơn nhiều. 30. Thư trả lời cư sĩ Mẫn Tông Kinh, năm Dân Quốc 20-1931. Ông này vốn có tên là Vĩnh Liêm. Đọc thư ông gửi cho thầy Minh Đạo, biết rõ tấm lòng vì dân vì pháp, hồn ngăn mừng rỡ an ủi. Phàm khi phán xử kẻ phạm pháp nên chiếu theo tội trạng và phải cân nhắc khả năng của hắn. Nếu hắn không có tài lực phạt quá nặng thì hắn do chót xa chân sẽ vĩnh viễn không ngoi lên được, cũng chưa khỏi thương tổn đạo nghĩa của một người làm cha mẹ của dân. Kẻ phạm tội có tài lực thì có thể phạt nặng được, không có tài lực thì răn đe mà thôi, sao cho ổn thỏa đôi đảng. Còn về chuyện xoay hướng cửa chùa, dựng điện thờ khác tượng đá của Đức Bổn Sư trong điện cũ chẳng rời được, cần gì phải lo nghĩ. Chánh điện đã thờ Bổn Sư thì điện phụ há chẳng thể thờ Bổn Sư nữa hay sao? Cố nhiên chẳng cần quá lo nghĩ về chuyện này. Ông đã từ chức, nếu cấp trên không bằng lòng thì cố nhiên nên sửa sang theo lề lối cũ. Chỉ cần giữ sao cho giản dị chất phác, đừng trộm hoa mỹ. Chỉ mong mọi người thật lòng tin tưởng, thật sự tu hành, chẳng cần phải lập bất cứ kiến trúc hay bày vẽ bất cứ quang cảnh nào. Một pháp tịnh độ ai ai cũng tu được, hễ tu đều có cảm ứng. Người thời nay phần đông ham cao trụ xa, đến nỗi có thể là vì bày vẽ bề ngoài mà đâm ra gây trở ngại cho lợi ích thật sự. Còn người bây giờ hễ ra cầu tu hành, liền nói đến chuyện xây dựng trước, chẳng biết duyên do của tịnh độ, lại muốn nghiên cứu rộng khắp kinh luận đại thừa, hoặc hâm mộ sự huyền diệu của thiền tông, hoặc hâm mộ sự tinh vi của tướng tông, hoặc hâm mộ thần thông của mật tông, xem pháp cậy vào Phật lực để liễu sanh tử như chuyện vô ích. Thiền tông dù có ngộ, nhưng ai đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Tướng tông dẫu có thể nhớ rõ ràng danh tướng, nhưng ai có thể thật sự phá được ngã chấp và pháp chấp? Thần thông của mật tông và hiện thân thành Phật ngay trong thân này, thì quả thật cũng có chuyện ấy, nhưng chẳng phải là chuyện để hạng căn tánh như ông và tôi mong mỏi được. Nếu muốn được thần thông, muốn được thành Phật ngay, thì do đấy bị ma dựa phát cuồng rất nhiều. Sự hiền ấm đã thông hiểu giáo nghĩa tông thiên thai, lại được chân truyền của mật tông, đã là bậc quán đảnh đại a xà lê. Phàm ai được ông ta quán đảnh đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Đến lúc ông ta chết thì chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng không niệm được. Trong lúc bình thường quá ý tứ, qua ý tứ của những lời sư nói, trong lòng sư thường nghĩ ta là bậc pháp thân đại sĩ. Đến lúc lâm chung còn thua bà cụ già một chữ không biết, nhưng thật thà niệm Phật có thể an nhiên niệm Phật qua đời nhiều lắm. Ở Thành Đô có Lưu Ích, lầm tưởng một người nữ đã chứng quả nên chỉ nghe lời một mình người nữ ấy. Thế ai bài bác liền tuyệt giao không gửi thư nữa. Một lạt ma ở Trùng Khánh nói là đương theo pháp của ông ta, trong 7 ngày sẽ được vãng sanh. Thế vãng sanh liền thành Phật, chọn chẳng cần phải tu tập nữa. Những thứ trí thức ấy nên kính nhi viễn chi, đừng thân cận, ngõ hầu khỏi đến nỗi chưa được lợi ích ấy mà đã bị tổn hại trước. Nếu không, chỗ bị tổn hại là điều chắc chắn, còn chỗ lợi ích sợ rằng tại năm nào năm nào. Nếu năm sau là năm nào thì cũng còn may mắn lắm, sợ rằng năm sau cũng vẫn chưa phải, chắc sẽ đến nỗi tuyệt vọng.
31 thư trả lại sư Chuyển Đức năm Dân Quốc 20, 1931. Hiện thời là lúc tình thế nguy hiểm nhất, ông phát tâm bế quan, nhưng theo tôi thấy chẳng bằng không bế quan hay hơn. Ông ở trong quan phòng, chẳng thể lo liệu việc bên ngoài. Nếu có cường đạo đến trộm hoặc cướp, ông làm như thế nào đây? Này các nơi lụt lội, dân bị thiên tai lưu lạc bốn phương, không biết là bao nhiêu. Nỗi nguy hiểm sau này, nào phải chỉ có thế, sợ rằng sẽ còn được cuộc chiến tranh lớn hơn. Sợ rằng sẽ còn có cuộc chiến tranh lớn nữa. Bên trong có bọn giặc thì khó tránh khỏi có thứ hành vi sai trái ấy. Nếu bế quan gặp phải chuyện ấy, sẽ giản xếp như thế nào đây? Ví như lại do bế quan, cho nên mời mọc thí chủ đến dự lễ khóa cửa quan phòng, một cổng lại khóa nhiều lần. Bọn cướp ắt cho là hòa thượng đang bế quan này có tiền, ắt sẽ nảy sinh ý niệm bất lương. Các ổ khóa ở cánh cổng quan phòng chính là căn cứ để chuốc họa đấy. Ông đã thiếu học vấn, chỉ nên chí thành khẩn thiết sáng chiều tụng niệm, ngoài ra lập ra mấy thời niệm kinh tùy theo khả năng của chính mình. Đối với việc niệm Phật có thể chiếu theo thời mà niệm cũng được, nếu không suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm niệm, chẳng lận đi đứng ngồi nằm, hễ nằm thì nên niệm thầm chứ nên niệm ra tiếng. Nói chung lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương vạn phần, chứ nên cầu phước báo đời sau. Nếu không cầu phước báo đời sau thì chính là phá giới trái pháp, vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chẳng tuân lời Phật dạy. Đấy là pháp Phật dạy người như thế, phải nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo nên gọi là phá giới trái pháp. Nếu hước đời này còn có tu trì, đời sau chắc chắn có phước thế gian để hưởng. Hễ hưởng phước chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Này có đời loạn lạc đến như thế, quá nửa là do những kẻ đời trước tu si phước ươm thành, đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng lỡ nói ra. Quang nói như vậy, nghe theo hay không tùy ông. Sau này đừng gửi thư đến nữa vì quang già rồi, chẳng thể thủ tiếp được. 32. Trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục năm Dân Quốc 20-1931. Hai người này đều là em trai ông Đức Tấn. Thế đạo nhân tâm hiện thời bại hoại đến cùng cực, phàm đạo đức, nhân nghĩa, hiếu từ, liêm khiết, tiết nghĩa do thánh hiền truyền thật đều bị vứt bỏ. Phàm những chuyện xưa kia chẳng nỡ thấy nghe, chẳng chịu nhắc đến, bây giờ đều cực lực đề xướng, mong sao nhất trí tiến hành. Những nơi chốn hay nhà trường để cho nam nữ tự do luyến ái, lõa thể ôm nhau khiêu vũ, chẳng biết nổi con số. Trong trường đại học vẽ hình lõa thể để mong mỹ thuật tiến bộ. Mỹ thuật cố nhiên tiến bộ, nhưng hoàn toàn chẳng lo nhân đạo thụt lùi, giúp sanh đạo tiến bộ ư? Các con đều đang độ tuổi thiếu niên, phải biết tốt xấu, chớ chúng phải độc khí của những thứ tà thuyết diệt luân diệt lý ấy, thì sau này còn có thể tự lập trong vòng trái đất không hổ thẹn. Nếu không dẫu tài cao học rộng, đối với mình, đối với người nào có ích chi? Các con phải biết nhân quả báo ứng chọn không sai sẩy. Tuy nhất thời chưa thể thấy được, nhưng sau mấy chục năm chắc chắn không gì chẳng thấy. Huống chi chết đi, đời sau và những đời kế tiếp, phàm phu có biết được hay chăng? Ngày này thế đạo bại hoại là vì nho gia phần nhiều chẳng tin nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi. Những nhà lý học ấy trộm lấy ý nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương nho tông, ngược ngạo coi đạo phổ độ chúng sanh của Đức Phật là mê hoặc ngu xuẩn bọn phàm tục ngu ngốc, chê bai, bài bác, đến nỗi hễ là nhà nho thì chẳng chịu dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để khuyên dạy. Mọi người đều cho là nhân quả luân hồi dường như có, dường như không. Vì vậy thế đạo ngày càng tệ bạc, những kẻ chọn đủ khí khái độ trời đạp đất chẳng bị xoay chuyển bởi thói phàm tục thì chẳng được mấy người. Một cơn gió âu vừa thổi tới, hùa nhau, theo gió biến đổi tận gốc càng dữ dội hơn. Bởi vậy thế đạo ngày nay, tình người như nước, lễ pháp như đê, bỏ cái đê lễ pháp đi, há ngăn được lòng ham muốn của con người hoành hành. Lòng ham muốn của con người đã tung hoành thì sẽ ra sức trừ bỏ lễ pháp. Do vậy lòng ham muốn dữ dội của con người cảm với nước lũ dâng khắp nơi, đê đập trên sông ngòi nơi nơi bị vỡ, biết bao nhân dân bị chết chìm. Những kẻ chưa chết thì không áo cơm chỗ ở, than lạnh chết đói, chẳng nỡ thấy nghe. Dẫu có bậc chuộng điều thiện ra sức quyên góp, nhưng vì người đông, khoản đóng góp ít, khó thể giúp trọn khắp được. Nhưng càng phải nên quyên góp nhiều hơn để tu bổ đê đập trên sông ngòi.
Nếu không tu bổ thì từ nhỏ sẽ thành lớn, nước tràn dâng khắp cùng. Nếu hữu tu bổ thì thật sự không có được tài lực ấy. Huống chi giặc cướp bạo tàn, Nam Bắc thù nghịch, nước ngoài ngang ngược lấn hiếp hiếp. Người dân trong lúc này thật có thể nói là đáng thương xót quá, nhưng không biết kêu gào vào đâu. Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ hãy nên tận lực vâng giữ nếp đạo đức cũ. Tám chữ hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ chính là quy củ mực thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất thì là loài cầm thú đội mũ mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn, khêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt, tự giữ gìn mới hòng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Này ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử gia, hai cuốn gia ngôn lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân. Hãy nên đọc kỹ câu Nam Mô A Di Đà Phật, như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thử nghiệm thì tâm địa tự nhiên mở mang thông suốt, tri kiến tự trả về chánh lý, học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống này đang đức thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo gia ngôn lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân, vân vân thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy, hãy nên đau đáu răn rẻ. Hành các con là đức tấn, mong mỏi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin quang viết thư khuyên lơn các con, quang sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con nên không viết thư ngay. Này các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, bởi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu, những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng có gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài, trời đất cao dày ai có thể biết được, con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời đất cao dày, cùng trời cao đất dày khôn lường, cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo dối trá, ỷ mạnh nuốt yếu ư, người như thế còn thua kém xài lá hổ báo, rắn độc giết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thử nghĩ đến lời ta đừng quên, thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra này cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ, chịu tin sâu tận lực làm, thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường việc người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi trắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này.